Thảo xin kính chào ông bà cô chú anh chị đã quay về kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Ngày hôm nay là em đưa cô chú anh chị đi về một vùng farm, gọi là nông trại, ở trong một cái vùng nông thôn rất là xa. Từ cái thành phố Torrington, em băng ngang qua Litchfield. Litchfield em tới Morris, sau đó thì em tới Berlin Hill. Thì Berlin Hill, chỗ này là một cái nông trại rất là lớn. Hàng năm thì có rất là nhiều người đến đây để hái trái cây. Thì ngay cái nông trại này có rất là nhiều loại trái cây khác nhau. Hiện tại cái mùa này là cái mùa trái cây Việt Quốc. Thì sau khi đi cái chuyến du lịch về rồi đó, bắt đầu thì em sẽ đưa cô chú anh chị đi về miền nông thôn để hái trái cây. Mùa này ở bên em là trái cây có rất là nhiều. Sau cái mùa Việt Quốc này thì là mùa táo với mùa lê. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị theo em để em chia sẻ cái vườn trái cây Việt Quốc ở bên Mỹ lớn và rộng như thế nào. Và ngày hôm bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đón xem cái video nha. Ngày hôm nay lần này em đưa cô chú anh chị đi về một vùng nông thôn. Thì em muốn chia sẻ một chút về cái vùng nông thôn nằm ở trong tiểu bang Connecticut. Thì từ thành phố Torrington giá nhà còn rất là rẻ, và đi càng xuống thì giá nhà lại càng mắc nha. Thì từ Torrington đi qua Litchfield thì chỉ có 10 phút thôi, nhưng giá cả trên lệch nhà rất là khác nhau. Thì nhà ở Torrington thì tầm 200-300 một căn, thì về tới Litchfield thì từ tới 600-700 cho đến 1 triệu một căn. Qua cái thành phố Morris nữa thì nhà cũng có giá là 300-400 cho đến 500-600 không à. Rồi tới Berlin Hill. Berlin Hill là một cái chỗ mà em đến để hái trái Việt Quốc ngày hôm nay. Thì ngay cái thành phố, thị trấn chứ gọi là thị trấn chứ không phải thành phố, Berlin Hill này, ở đây thì những cái người mà người ta sở hữu một miếng đất rất là rộng, thì nhiều người người ta làm cái nông trại dữ lắm. Những cái nông trại lớn nhỏ khác nhau, thì ngày hôm nay em đi một cái nông trại lớn nhất trong cái Berlin Hill này. Còn những cái nông trại nhỏ nữa, và còn những cái chủ mà sở hữu nuôi ngựa, như nuôi thú cưng đó, mọi người nuôi ngựa nè, nuôi bò, nuôi trâu, nuôi này nuôi kia thì cũng có, còn có rất là nhiều lắm. Nhưng ngày hôm nay thì em chỉ đi mỗi một chỗ thôi. Thì những cái thành phố mà lân cận với cái thành phố Torrington á, thị trấn hoặc huyện ha, gọi là huyện đi, thì gần cái Torrington á, thì ngày hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị những cái giá cả nhà ở những cái thành phố lân cận. Torrington là thành phố rẻ nhất, mà cô chú anh chị nào mà muốn dọn về tiểu bang Connecticut á, thì mình nên tìm hiểu những cái thành phố như nào, vì trong tiểu bang Connecticut còn có rất là nhiều cái thành phố rất là mắc khác nhau nữa đó nha mọi người. Cả nhà ơi, mọi người ơi, bây giờ em thì đã tới cái chỗ dùng mà Mark Farm này cả nhà. Cả nhà nhìn thấy những cái mảnh đất mà ở trên đồi hiu hiu cao cao ở trên không? Quá khủng khiếp không? Thì người ta trồng những cái loại cây giống như là táo này cả nhà. Em thấy táo ha, rồi cái peach ha. Quá trời luôn này, mà sao cái peach em chưa không thấy trái ta, người ta không cho hái hay sao á? Hết trái rồi. Rồi em thấy người ta ở đây thì hiện tại bây giờ người ta cho mình picking blueberry nha cả nhà. Thì em đang tới đây để hái trái Việt Quốc. Bây giờ thì em tới rồi cả nhà ơi. Yeah, có cái phạt ăn kia kìa. Tới rồi cả nhà ơi, bây giờ em đậu xe vào trong đây. Rồi để em hỏi coi đi hái ở chỗ nào. Đẹp quá cả nhà, cảnh đẹp quá. Cả nhà ơi, hiện tại bây giờ thì em đã tới chỗ mà Mark Farm ở Berlin Hill. Thì ở trong đây người ta bán những cái đồ mà người ta trồng ở trong farm này cả nhà. Cà chua, đây người ta bán cà chua 4 đồng một hao. Thì cái chợ này người ta bán mấy cái trái nhỏ nhỏ thôi à, ít ít thôi à, không có nhiều. Dưa leo cả nhà, người ta hái ở trong farm ra đó. Còn mấy trái ớt, chanh, à cái blueberry này cả, người ta bán là 3 đồng 50 sen một pound đó. Thôi nếu mình mua mấy cái hũ này để mình đi hái nè cả nhà. Ở đây người ta bán mấy cái đậu nữa nè, người ta bán đậu que nữa nè cả nhà. Cái này là đậu que nè, đậu que này hơi là lạ ha, nhìn bự.
một bucket. Mấy chai cà tím. Dạ, yeah, mình mua cái bucket ha. Mình đi hỏi. Ở đây người ta bán như là mấy cái mật ong này cả nhà. Người ta mật ong này giống như mật ong ở đây người ta làm ra đó. Thấy mấy cái hũ mật ong này cả nhà nhớ mà hồi xưa đi về Bến Tre mà vô trong cái chỗ mà cái cồn gì mà người ta cho mình uống mật ong rồi mình mua mật ong đem về đó cả nhà. Bagel 5 đồng một bịch. Người ta đi hỏi. Mấy cái bánh cookie người ta cũng làm người ta bán đó cả nhà. 4 cái 4 đô nè. Mark Farm, cái tên thương hiệu của người ta luôn cả nhà ha. Vô đây thì người ta làm cái gì cũng cái thương hiệu của người ta đó. Có popcorn nữa nè, người ta bán một bịch popcorn nè. Bịch popcorn này cũng Mark Farm, bịch popcorn này là 8 đô luôn á, người ta bán 8 đô nè. Ơi. Ơi. Dạ. Ở trong đây người ta có bán trứng gà farm nữa cả nhà. Trứng gà farm là 6 đồng 50 sen dĩ nè. Mấy cái cheese ở trong farm người ta làm ra nè. Cái nào cũng nhỏ cả nhà. Trong những cái sữa ở đây người ta làm ra luôn nè cả nhà. Rồi những cái muối mấy cái này nọ nè. Ôi vậy ha. Người ta làm ra ở cái thương hiệu này luôn cả nhà ha. Mark Farm nè. Mấy cái đồ niêm của Mỹ đó cả nhà. Hi, can I have a question? I want to pick up the blueberry. Sure, that's a part. You like the big size or small size? Big size $9, mm-hmm. And then small size $5. We pick up it over there. Yep, right here. Right here. What you want? What you want? The big size? The small size? Big size? Ok, bây giờ em mua một cái bucket rồi cả nhà. Cái bucket này là 9 đô. Hai mẹ con em sẽ đi ra ngoài cái farm hái. Hái xong rồi tự hưởng luôn cả nhà ha. Hỏi là có được ăn không thì người ta nói là được. Tại vì người ta đã rửa sạch sẽ hết rồi ở ngoài cái cây rồi đó cả nhà. Thì mình được ăn. Chỗ này là một vùng nông thôn cả nhà ơi, rất là quê luôn á. Cái cảnh thôn quê cả nhà ha. Chút xíu nữa mình đi hái trái blueberry trước đi. Xưa giờ em chưa có từng đi hái cái trái Việt Quất bao giờ hết trơn á. Đây cũng là lần đầu tiên mà em đi hái cái trái Việt Quất đó cả nhà. Đi hái xong rồi đi ra ngoài kia ngồi ăn luôn. Ăn xong rồi vô hái tiếp. Mình được quyền ăn thoải mái. Kìa người ta ra tuốt ở đằng sau cái hộ, ở đằng sau người ta hái luôn kìa cả nhà. Ui da, vui quá nè. Hái xong rồi đi ra ngoài cái phọt ngày ăn. Ở bên hông thì còn có một cái phọt trò chơi chân nít chơi đó cả nhà. Mình hái xong rồi mình ra đó ngồi ăn. Ăn xong rồi vô hái tiếp. cái vườn này nó nằm ngay bên cái bờ hồ mà ngay bên cái phạt để mà cho con nít chơi nữa nè. Cái chắc con kìa, có bạn chơi kìa, con muốn chơi với bạn không? Mẹ đi hái trái Việt Quất hay là con muốn đi với mẹ? Người ta hái nhiều lắm trong cả nhà. Đây trái Việt Quất cả nhà ơi, mình lựa trái nào chín mình hái nè. Nè, trái nào chín nè cả nhà đó, mình vừa hái mình vừa ăn cho nó đã. Em hái em ăn. Ngon quá. Mua một cái hũ 9 đồng. Chắc ăn 3 hũ này là lời rồi. Cả nhà người ta đi hái trong rồi vui quá. Nè bán nè. Bên đây thì ngay có cây trò chơi luôn nữa. Có muốn vô đây con chơi với bạn không? Mẹ thấy bạn chậm á. Mẹ đi hái cho con đi vô chơi đi. Hay là con muốn đi hái với mẹ nè nè. Wow, hái với mẹ không? Cả nhà đã quá nè. Nè. Hái với mẹ không? Hái đi. Con hái đi. Yes. Đúng rồi, hái đi, hái trái chín á, hái cái trái nè. Đúng rồi, hái cái trái chín á. Nè nè, hái cái trái mà mảnh đậm đậm giống vậy nè. Đừng hái trái xanh, hái trái đậm á. Yes, ăn đi. Ăn cái trái này tốt lắm nha cả nhà. Trời ơi, cái mặt của Út kìa chua kìa. Bạn đó. Mày chụp hình cho con nha, chụp hình nha. Cả nhà ơi. Đây là cái trái Việt Quốc. Ha ha.
Em chưa ăn mà em đã bị sưng cái miệng rồi. Cả nhà. Ngon hay sao luôn. Đặc biệt một điều để em hỏi người ta rồi nha. Người ta rửa ra ra, người ta xịt nước, người ta rửa hết rồi, cho nên mình có quyền ăn. Nó chùm chùm luôn cả nhà, nhưng mà chua quá cả nhà ơi. Tại em mới ăn kẹo á cho nên chua. Thích quá cả nhà ơi nè. Em mua một cái bát thịt bự 9 đô luôn. Chua quá. Cả nhà, lần đầu tiên mà em đi hái cái trái blueberry luôn á. Chưa tới bây giờ, chưa đời nào em đi hái cái trái này á. Ở Mỹ rất là lâu luôn cả nhà. Vậy mà chưa có đời nào đi hái. Trời ơi, gió mát quá cả nhà ơi. Gió liêu thiêu mát. Trời ơi, thích quá thì thích luôn á. Trời ơi, cái này nó chín nè. Từ đây cho tới cuối tháng luôn cả nhà. Cái trái này nó dần dần nó chín á. Thích quá. Rớt. Cả nhà, đây. Quá trời trái luôn. Đứng một chỗ thôi cả nhà, khỏi phải đi đâu hết trơn. Đi vòng vòng mệt quá, đi đứng một chỗ hái cho nó sướng nè. Hái đầy một hũ xong rồi mình ra đó mình ngồi mình ăn. Trái chùm chùm luôn nè. Mấy cái trái mà xanh thiệt là đậm á, thì sẽ ngọt hơn là cái trái mà xanh vừa vừa như thế này thì chưa có ngọt lắm. Nhưng xanh đậm á, ngọt lắm. Mà em thấy thì xanh vừa vừa nhiều chắc người ta hái hết rồi đó. Trồng ở đây á cả nhà. Những cái ông chồng ở đây cả nhà dẫn vợ đi hái mấy cái trái Việt Quốc kìa. Dẫn vợ dẫn con. Người Mỹ á, người ta thích như vậy đó cả nhà. Thật sự ra người Việt Nam mình em thấy rất là ít đi tới những cái chỗ này lắm. Người Mỹ nhiều. Mà ở đây nữa cả nhà, thì cái vùng của em á là người Việt Nam, người ta không có trồng nông trại như thế này đâu nha cả nhà nha. Người Mỹ không à. Người Mỹ người ta ở mấy cái vùng nông thôn như thế này nè. Thì người ta trồng mấy cái này để người ta sản xuất đem ra chợ bán á cả nhà. Thì đây là cái nghề của người ta đó mà. Cái nghề người ta sống quanh năm với anh vùng quê nông thôn như thế này nè. Rồi người ta nuôi những con thú á cả nhà. Con này con ngựa bò nè, như con ngựa này nọ đó, người ta lấy mấy cái phân chuồng á, rồi người ta ra người ta bón mấy cái cây. Còn những cái sữa thì người ta đem vô trong cái farm người ta bán. Bên cạnh thì người ta còn có trồng giống như là dưa hấu nè. Tới mùa dưa hấu, người ta trồng dưa hấu. Mà tới mùa bí thì người ta trồng bí. Người ta trồng bí nhiều lắm nha cả nhà. Ở đây là Mark Farm là về bí á. Cho nên chỗ cái farm này cả nhà, người ta đem những cái gì mà người ta trồng ở trong farm này, người ta có một cái chợ nhỏ nhỏ đằng trước vậy đó. Cái người dân vòng vòng ở đây nè, người ta đến đó người ta mua những cái đó là đồ giống như hái từ trong farm ra thì mình ăn rất là ngon hơn đồ mà ở chợ cả nhà ha. Vì tươi đó cả nhà. Còn mình ăn những cái mặt hàng ở chợ đó, là những cái farm mà lớn thiệt là lớn, mà giống như ở bên mấy cái tiểu bang khác người ta vận chuyển về thì cái thời gian mà người ta vận chuyển về tới chợ thì cũng mất cả mấy tuần lễ, rồi cái đồ ăn cũng hết cái dạng như cái chất ngọt đó cả nhà. Thì vì vậy đó mà người ta thích mua đồ ở farm.
Cho nên nhiều cái người Mỹ á, tới cái mùa hè như thế này nè, người ta mà đi tới mấy cái farm này nè, người ta mua mấy cái đồ như vậy người ta ăn. Vì chỗ farm cả nhà biết không, chỉ có được mùa hè thì người ta mới trồng trọt như vậy thôi, vì bên mùa đông cả nhà không có giống như bên miền thác xịt hay ở Florida. Ở Florida thác xịt á thì người ta trồng dạng như là quanh năm á, còn ở bên cái miền Bắc nước Mỹ này nè thì người ta chỉ có trồng được có 3 tháng hè thôi. Chẳng hạn như cái mùa blueberry này đi thì chỉ ra một năm có một mùa vào tháng này thôi à, rồi sau đó là người ta bón cây để cho năm sau có trái tiếp, thì một năm người ta quy hoạch được có nhiêu đó đó. Rồi tới hè thì những cái trái này mới ra, chứ còn khi mà đông á, thì mấy cái cây này nó chết hết rồi cả nhà. Được một cái hay nha, là mùa đông ở bên đây á, cây cối nó chết hết vậy, mà bắt đầu mùa hè á, là sống lại giả ra trái như thế này nè. Từ cây táo cho đến cây lê, cây đào, bất cứ cây gì cũng ngủ hết trơn, ngủ đông á cả nhà. Cái mùa hè nó sum xê như thế này lại sướng quá cả nhà, em hái nãy giờ đã luôn nè. Trời ơi, chùm luôn á cả nhà ha. Quá trời quá đất luôn. Cái này mà cuối tuần á, người ta đi dẫn con người ta đi hái đông lắm. Giống như hái là gọi là vui đó cả nhà, thư giãn á. Chứ mua 9 đồng một hũ còn mắc hơn là mua ở chợ nữa. Mà dạng thư giãn, hái dạng thư giãn, hái dạng đam mê. Đây này cả nhà, đó. Lựa cái trái nào to to bự bự hái. Quá trời luôn. Nè. Trái xanh, trái này bỏ vô miệng hết, nguyên một cái này ngậm luôn. Đã quá. Nó chua cả nhà ơi. Ây da, trái chua trái ngọt chua quá. Chua mà hít hà luôn, tưởng đang ăn cay á. Chua quá. Nhỏ xíu, trái nhỏ xíu. Mấy trái bự người ta lặt hết rồi. Triểu quả luôn á cả nhà, nhiều lắm nè. Chùm luôn. À, xung quanh cái farm này cả nhà, em thấy người ta trồng bắp nhiều lắm. Một chút chiều mà đi ra đó, cái em review cái chỗ mà người ta trồng bắp cho cả nhà xem. Bắp quá trời bắp luôn á, mà bắp còn nhỏ nhỏ chưa tới mùa thu hoạch á. Khi nào mà tới mùa thu hoạch á thì người ta cũng cho mình vô để thu hoạch đó cả nhà. Wow, cái vườn rộng quá. Cô Út thích không con? Thích không? Những cái người đi hái bên đây cả nhà, người ta là người Mỹ nè. Bà bác nè, bà hỏi em là mấy con vịt ở dưới hồ có ăn được không? Em nói là mấy con vịt đó không có ăn được, mấy con vịt đó vịt biết bay không có ăn được. Đó như mấy thật sự là không ăn được, người ta không có ăn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Hái mà cái trái sống nó dính vô cái trái chín luôn rồi, cái dục. Hiện tại thì em đang khai phá được cái một cái chỗ này nè cả nhà. Thì em ngồi đây em chỉ có lặt thôi à. Quá trời trái chín ở cái chùm này luôn nè. Sướng cả nhà ơi. Trời ơi trái. Quá trời ở trong cái chỗ này luôn.
em ngồi một chỗ em đặt thôi, không có cần phải đi đâu hết á. Sướng quá. Cái trái nào mà nó càng xanh đậm cả nhà thì trái nó càng ngọt. Cả nhà ơi, lùm lùm ở dưới đây nè. Người ta trồng á sao thấy ham. Còn em ở nhà em cũng có mấy cái cây blueberry nè. Ra trái bao nhiêu cả nhà, chim lại ăn hết trơn à. Mình chưa kịp ăn nữa, chim ăn hết à. Đi hái trái Việt Quất cả nhà. Còn có mấy con, người ta nuôi mấy con dê nè. Y phấn. Oh. These are deer, right? These are goats. These are goats. Thế không? Cho bước cỏ cho anh ăn đi con. Con bước cái cỏ đó. Con bước cái cọng cỏ cho anh ăn đó. Yeah. Come on. Kéo cái áo kìa. He eat it. He eat. Yeah, he eat it. Oh my god. He ate it. Yeah. No, the worst the chickens, just let me know. Mà đây lớn lắm cả nhà. Người ta nuôi mấy cái con này nè, người ta thả dòng mấy đứa nít ở đây thích lắm, có cái park ở bên kia. Bên kia còn có cái hồ hoa sen, hoa súng nữa cả nhà. Là Mark Farm nha cả nhà. Cả nhà ai mà muốn đến đây á, thì bấm vô Mark Farm ở Berlin Hill á. Chỗ này rất là đẹp. Chờ ở đây có cây cầu. Để em xuống dưới đây coi ở đây có ốc bu không ha. Mấy cái hoa súng nở quá trời nè. Ở đây có vịt thì chắc không có ốc bu rồi. Tại vì vịt đó là ăn hết mấy ốc à. Coi có ốc bu không. Chỗ nào có ốc là sẽ không có vịt á, mới có ốc. Còn mà chỗ nào có mà vịt á là vịt nó ăn hết mấy ốc, cho nên không có còn. Chứ thường hồ á hay có ốc bu lắm cả nhà. Mấy cái dưới hoa súng này nè. Cả nhà, hiện tại bây giờ thì em đang ở trong một cái vườn bắp này cả nhà. Thì đó, đằng sau lưng em á là người ta trồng bắp đó cả nhà. Cái cây bắp á, bắt đầu vào nửa tháng 8 á, gần cuối tháng 8 á, thì bắt đầu bắp. Người nông dân ở đây người ta sẽ quy hoạch cả nhà. Quá trời là bắp luôn nha cả nhà. Cả nhà, đây là những cái bắp mà sắp sửa ra trái rồi nè cả nhà ơi. Đây, tới mùa hái bắp thì em sẽ tới đây hái bắp nha cả nhà ha. Đây là những cái mầm mà bắp sẽ ra trái ở đây nè cả nhà. Đây, đây nè, đã trái nè. Thì hiện tại bây giờ thì bắp mới vừa chưa có ra rau ra ri gì trơn á, thì những cái trái nó sẽ mọc từ ở dưới cái cành này mọc lên. Quá trời cả nhà. Là tới mùa mà bắp mà rộ á thì bắp ở chợ người ta bán cũng rất là rẻ cả nhà. Thì khi tới nào tới mùa bắp á thì em sẽ tới đây đi hái bắp. Những cái người nông dân ở đây cả nhà, người ta trồng những cái thửa ruộng nhiều như này nè. Bên đây thì người ta trồng bắp, còn ở bên kia thì cha trồng táo. Còn hồi nãy thì em hái cái trái blueberry tuốt ở dưới đồi luôn á. Cái nguyên cái nông trại này nè cả nhà, rất là rộng và rất là lớn luôn, bao la luôn, chắc cả hàng trăm mẫu đất á cả nhà ơi, bự lắm. Em đi hái trái Việt Quất, đi xong cái đi về ngang đây em thấy chỗ này có cái bãi bơi. Em dẫn cô Út qua bên đây. Mà đi thì đâu có đem quần áo theo đâu mà bơi. Đi vô đây chơi chút xíu thôi. Đi. Đây nè. Đây có cái playground nữa kìa. Ngày hôm nay thì em chia sẻ với cô chú anh chị ở cái vùng Berlin Hill này rồi đó. Cái vùng Berlin Hill này thì cô chú anh chị cũng thấy rồi hén. Ruộng đất cò bay thẳng cánh luôn á, rất là bao la. Thì ngày hôm nay thì mình đi hái trái Việt Quất. Còn 2-3 tuần nữa thì khi nào mà cuối cái tháng 8 á,
thì mới đầu khoảng 9 hoặc khoảng 10 đó thì người ta mới quy hoạch bắp nha cả nhà. Thì bắp thì có rất là trễ, gần tới mùa Halloween thì mới có bắp lần, thì tới lúc đó em sẽ review bắp cho cô chú anh chị đón xem. Còn bây giờ thì cái video em cũng dài rồi, em xin tạm dừng cái video ở đây. Và em chúc cô chú anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cô chú anh chị yêu thương, thích cái video của em, cho em xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ và bật cái chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới, cô chú anh chị và các bạn xem liền. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye!